Xin chào quý vị. Quý vị đang theo dõi một trong những số livestream đầu tiên trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024. Nhân dịp đầu xuân năm mới, OIO xin được gửi lời chúc đến tất cả khách hàng sẽ có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và nhiều thuận lợi trong năm mới này. Hiện tại thì Huyền đang có mặt tại tầng 6 phòng điều trị xóa xăm, điều trị chàm bớt và sắc tố da. Và hôm nay thì cũng giống như mọi ngày, thẩm mỹ OIO được đón tiếp rất nhiều khách hàng đến điều trị, thăm khám, thưa quý vị. Và như quý vị có thể thấy thì tất cả các giường cũng như là ghế ngồi của chúng tôi thì đã kín khách rồi. Bây giờ Huyền mời tất cả quý vị là chúng ta sẽ cùng theo chân Huyền bước vào phía bên trong phòng điều trị công nghệ cao để cùng gặp gỡ với những khách hàng đang trực tiếp điều trị tại đây để xem kết quả của các khách hàng như thế nào rồi quý vị nhé. Ngay lúc này thì chuyên gia của chúng tôi đang điều trị chàm bớt xanh đen cho một chị khách hàng với tình trạng là vùng chàm ở trên trán, thưa quý vị. Và chị Thủy có chia sẻ là ngày hôm nay chị đã đi được 2/3 chặng đường rồi và chị cũng đã đạt được một kết quả rất là tốt. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một chút chia sẻ của chị quý vị nhé. Em chào chị Thủy ạ. Chị ơi, chị có thể nói một chút về cái tình trạng hiện tại thì chị thấy là vết chàm của mình đã thay đổi như thế nào rồi không ạ? Vết chàm của mình cũng thay đổi tương đối được khoảng 5-60% rồi. Và không biết là mọi người xung quanh khi mà gặp mình thì có nhận xét hay là khen gì không chị? Đầu tiên, tức là lúc mình chưa đi bắn ấy thì mọi người sẽ nhìn cái là phát hiện ra ngay là mình có vết chàm ở trên đấy, nhưng khi mình đi bắn thì bây giờ mọi người nhìn kỹ thì mới để ý thấy, còn nếu nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện ra nữa. Như vậy là bây giờ là chàm đã mờ đi rất là nhiều rồi và cái nền da của mình vẫn đẹp và không hề có tổn thương nào đúng không chị Thủy? Chị cảm thấy là trong quá trình điều trị thì chị có cảm thấy đau rát hay là khó chịu gì không ạ? Không, thì bình thường, không quá rát. Vâng, cũng khá là dễ chịu đúng không chị? Vâng ạ, với cái kết quả mà đã đạt được tầm khoảng 50-60% sau 2/3 chặng đường thì em xin được chúc mừng chị với kết quả này. Và chắc chắn là chị sau vài buổi điều trị ngắn nữa thôi thì cái tình trạng của mình sẽ được cải thiện đáng kể và sạch chàm có thể lên đến 90-95% chị ạ. Và nếu quý vị cũng đang gặp phải tình trạng chàm bớt hay là chúng ta có hình xăm muốn xóa, chúng ta bị giãn mao mạch, giãn tĩnh mạch hay là chúng ta muốn làm đẹp cho làn da của mình thì hãy liên hệ với phòng khám chuyên khoa da liễu thẩm mỹ OIO để được các chuyên gia, các bác sĩ tư vấn cho mình một liệu trình điều trị an toàn và hiệu quả. Và cũng nhân dịp đầu xuân năm mới thì OIO vẫn đang có rất nhiều khuyến mãi, rất nhiều ưu đãi dành cho tất cả quý vị khách hàng, cho nên là quý vị khách hàng hãy nhanh tay để lại số điện thoại quý vị nhé. Thẩm mỹ OIO 12 năm, chất lượng thật, giá trị thật.